46 Christian Dior về Việt Nam lại lên giá đến cả tỷ đồng, đắt ngang ngửa chiếc siêu xe. Thời gian gần đây, chiếc Vespa 946 Christian Dior với giao diện cực sang chảnh đang làm mưa làm gió, khuấy đảo ví tiền và sự thèm khát của giới nhà giàu. Thế nhưng khi về Việt Nam, chiếc xe máy này lại trở thành hàng hiếm. Vì thế mà giá về tay cũng tăng lên gấp bội. Mặc dù đã ra mắt thế giới từ tháng 6 năm 2020, nhưng phải đến bây giờ Vespa 946 Christian Dior mới về Việt Nam với số lượng cực giới hạn. Vespa 946 Christian Dior được bán với giá niêm yết 697,5 triệu đồng, ngang ngửa với nhiều mẫu ô tô hạng xe ở Việt Nam. Thế nhưng hiện nay chỉ mới có 33 người thuộc hội nhà giàu Việt có cơ hội sở hữu chiếc xe này, nên với độ hiếm của nó, giá trị về Việt Nam sẽ tăng gần gấp đôi lên sương sương hơn 1 tỷ đồng. Điều này có nghĩa rằng giá xăng tay của chiếc Vespa này thậm chí sẽ nhảy lên mức khoảng 2 tỷ đồng. Đắt đỏ là thế, nhưng đã là đam mê thì nhiều người dù có phải bỏ ra số tiền gấp 3, gấp 4 lần thì họ vẫn sẵn sàng sở hữu bằng được chiếc xe này, nên giá trị của con xe dự báo sẽ còn chạm đỉnh hơn nữa trong tương lai. Đẹp, độc và hiếm thật đấy. Nhưng với mức giá này thì tôi cũng chỉ biết hàng ngày mở ảnh em nó ra ngắm rồi lại cất gọn poster vào góc và đi làm kiếm tiền nuôi thân mình thôi. Anh chị em nào đủ kinh tế thì tôi mời bà Bích đi trước nhá.